Xin chào các bạn đến với channel của Dũng Xe Tải. Hôm nay bên mình mới về một con Kia Hunter 1.4 đời 1998 tới 31 tháng 12 2023 mới hết đời. Xe còn đúng 24 tháng nữa là hết đời, biển số 51C14377, Kia nhập 1.4. Cuối tháng này mình sẽ đăng kiểm. Xe này đăng kiểm là 3 tháng đăng kiểm một lần. Xe này của bên đại lý vỏ rồi xe, họ làm vá vỏ do lưu động. Mình mới đi rửa, mình chạy qua đây mình làm luôn. Xe này bữa hôm mình lấy lại của ông anh, thì ông anh mới làm bộ hơi lại, xe chạy rất là mạnh. Nói chung dàn đồng nhìn này khá là ok ha. Các bạn thấy một con xe Kia đời 98 như thế này thì dàn đồng còn có 20, còn có 2 năm nữa là hết đời, còn đúng 24 tháng đi. Các bạn cứ để ý 24 tháng. Bên mình đang bán với giá là 63 triệu dành cho anh em khởi nghiệp. Kia rất là lành, máy móc mình mới làm bộ hơi. Đây là cái sổ đăng kiểm mà mình quay cho mấy bạn luôn này. Hiện tại đây có sổ đăng kiểm, mình giúp mình quay luôn cho mấy bạn. Đây, Kia này, biển số xe này, gốc Sài Gòn, Kia Hunter này. Đời 98 này, xe này sẽ nhập hồi xưa nha mấy bạn. Đây là kích thước thùng xe này, 33m7m7, tải của nó là 1.1 hay gọi là Kia 1.4, tổng tải là 3.6. Máy là sự máy 2.9 nha bạn, máy Kia này. Xe tới ngày 26 tháng 12 21 mới đăng kiểm, 3 tháng đăng kiểm một lần đấy các bạn thấy không. Một con xe dành cho anh em khởi nghiệp khá là ok, đời 98, máy móc mọi thứ khá là đẹp. Để mình quay cho các bạn nội thất cabin, mình mới đi rửa về nè các bạn. Anh em thấy mình mới đi rửa về, xe bộ lăng rất là lớn, Kia nhập hồi xưa mà. Thì 1.4, xe thì 5 số tiếng 1 số lùi, xe thì không có máy lạnh, có quạt gió thôi ha. Quay cho các bạn, đây là thất cabin. Nói chung là đời 98 còn 24 tháng nữa là hết đời, thì một con xe như vậy là cũng khá là ok. Xe này mình mới làm bộ hơi, taxi thì cũng sơn dặm theo 5 tháng thôi. Đây, quay cho mấy bạn này, đặt chân này, nhíp nhíp được đồn này, mình mới dọn hết, ông anh mình dọn xong hết rồi. Mình chỉ đem đi rửa và bữa bây giờ bụi quá, nay bắt đầu mình quay clip cho bạn. Taxi này. Đây, đây là bên tài mình đi vào ha. Kia K3000S xe nhập, máy lớn, máy 3.9 luôn. Cái cửa này mình thì mở bên phụ qua, ghế thì cũng lắp ra rồi. Nói chung là anh em mua về khởi nghiệp, nói chung là khá ok. Ở đây là cái thùng không có bựng mở nha mấy bạn, thùng không có bựng mở. Bựng này thì đã được đóng kín rồi, bạn thích thì về mở bựng thôi, dành cho anh em về anh em chạy nông sản hoặc là chợ hàng cặp giò sâu còn khá là ok nha, còn 70%. Taxi thì các bạn biết là còn 2 năm thì nó cũng theo 5 tháng rồi, nó cũng chóc sơn rồi, sơn dặm thôi. Đấy, quay cho các bạn. Nói chung là còn 24 tháng, đây là hộp đồ nghề này. Đó. Thùng bạt mở bựng cái bựng đuôi. Xe này họ làm giỏ lưu động á, mình mới lấy. Đèn thì cũng đã được bẻ. Quay cho các bạn, đây là cái giỏ xe cua sau này. Quay cho các bạn dàn chân sau luôn. Khá là ok ha. Đây mình quay cho các bạn cái thùng, trong thùng. Trong lòng thùng đây này. Xe thùng bọc khá là ok ha. Bạn thì cũng có rách thôi, thùng này sàn sắt, anh em mua về chỉ được chạy thôi. Nói chung là xe này mình làm hết rồi, chỉ có thay bộ hơi lại, là mình đã thay bộ hơi rồi, thùng mua bạt không có mở bẩn, anh em mua về chỉ việc chạy thôi, máy móc mọi thứ đã là ok. Nói chung là mình quay cho các bạn cái máy. Rồi, xe này mất giỏ xoay cua trước rồi, bình là 100A này, khóa rất là chắc này, chúng xe xài khá là kỹ. Ở đây bắt đầu mình quay cho các bạn cái máy xe ha, cái động cơ của xe. Đây, các bạn mình mở cho các bạn phía trước này. Đời 99 là xe này không hề cấn đụng này, các bếp bấm QC robot của máy còn nguyên zin này. Bên này cũng vậy. Nói chung là 20 năm rồi, dàn đồng hồi xưa cũng khá là cứng cáp ha các bạn. Đó. Giờ mình quay cho các bạn cái máy xe và dàn chân. Đây các bạn, mình quay cho các bạn này, taxi này, lên trên là xe là Kia, máy Kia. Xe này mình mới làm bộ hơi rồi nha. Nói chung bữa trước bộ hơi nổ hơi á, xe ron đậu thì mình làm lại bộ hơi hết á. Thay hết 2 triệu rưỡi. Nên ra máy chạy rất là ok. Đây dàn chân này, nhíp cũng đã đôn một lá này các bạn thấy không? Đây dàn chân trước này. Máy móc một thứ khá là ok. Đấy. Máy khô ráo. Đây, quay cho mấy bạn bên này. Đây, máy Kia đây, mình mới làm lại bộ hơi, bộ ron. Máy móc khô ráo không xì ron xì nhớt.
Rồi mình mới làm lại mà. Nói chung là đời chúng ta còn 24 tháng nữa dành cho anh em khởi nghiệp với giá 65 triệu. Wow, một con xe Kia rất là lành, dành cho anh em khởi nghiệp thì không bị gì. Xe này ông anh cũng mới đun là cặp lá nhíp trước này. Đó, các bạn thấy không? Máy móc vô. Tắt máy đi, không có nổ máy. Rồi, Kia đời 98 còn đúng 25 tháng nữa là nó chính là hết niên hạn, dành cho anh em khởi nghiệp ở vùng quê để anh em chạy hàng nông sản. Ở bên mình đang bán với giá là 63 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0907939211. Dũng, mình là chủ con xe này. Xe này mình mới lấy và mới làm lại bộ hơi. Cái vỏ gặp vỏ đầu còn khoảng dàn vỏ còn đeo trang là khoảng 60%. Nói chung là anh em mua về chỉ việc chạy để kiếm tiền thôi, dành cho anh em mới ra nghề. Rồi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh của Dũng Xe Tải. Xin chào vào những clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay có thể cho mình một like và một share. Hoặc bất kỳ thắc mắc gì về xe tải các bạn cứ alo, mình sẽ tư vấn hướng dẫn cho anh em tìm một con xe phù hợp.